Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip về nói về chế độ bảo hành bên mình nhé. Thì chế độ bán ra và đổi trả và bảo hành như thế nào nhé. Thì máy của bên mình bán ra là cam kết là máy nguyên zin nguyên bản nhé mọi người nhé. Máy nguyên zin nguyên bản. Bên mình bảo hành là một đổi một trong 12 tháng các bạn nhé. Các bạn mua máy ở đây thì các bạn sẽ được auto bảo hành một đổi một trong 12 tháng nhé. Tức là các bạn dùng đến tháng thứ 11 chẳng hạn thì nó bị lỗi thì các bạn được đổi một cái máy khác nhé. Chứ các bạn không phải là các bạn bảo hành sửa chữa nhé. Các bạn được đổi ngay lập tức nhé, một đổi một trong 12 tháng nhé. Bên mình bán máy cũ nhưng bảo hành còn kinh khủng hơn máy mới, được bảo hành một đổi một trong 12 tháng nhé. Bên mình là cam kết bán iPhone ra cho các bạn là đảm bảo sản phẩm máy zin nguyên bản nhé, zin 100% và nguyên bản 100%. Nếu không zin thì bên mình sẽ tặng máy cho các bạn kèm 10 triệu đồng nhé. Đây, nếu như bên mình bán máy ra mà không zin thì các bạn được tặng máy và kèm 10 triệu đồng nhé các bạn nhé. Bên mình cam kết là máy zin nguyên bản, nếu không zin tặng máy cho các bạn kèm 10 triệu đồng cho các bạn lấy nộp phí đi đường nhé các bạn nhé. Đấy, máy bên mình bán ra được mặc định là có bảo hành một đổi một 12 tháng kèm auto phụ kiện này, tai nghe này, sạc này, cáp này và que chọc sim các bạn nhé, và hộp sách đầy đủ này. Sau đó thì các bạn sẽ được auto tặng cái cường lực và ốp silicone này trọn đầy máy nhé. Tất cả các bạn đã mua sản phẩm bên Tech88 đấy, các bạn được tặng cường lực và ốp silicone trọn đời máy, kèm phụ kiện này, sạc cáp tai nghe này, hộp sách đầy đủ cả que chọc sim nhé. Máy zin nguyên bản 100% các bạn nhé, không zin các bạn được tặng máy kèm 10 triệu đồng nhé các bạn nhé. Đấy, thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn một chút xíu về cái chế độ bảo hành hậu mãi ở bên mình nhé. Đấy, khi các bạn giả sử như con này này, bên mình có chế độ bảo hành một đổi một trong một năm nhé. Thì tức là khi các bạn dùng con này đến tháng thứ 11 chẳng hạn thì các bạn muốn đổi một con máy khác lên đời của một sản phẩm nhé, thì các bạn có thể cộng thêm 500.000 nữa vào, các bạn lại được auto tiếp tục được bảo hành 12 tháng một đổi một các bạn nhé. Đấy, mình đang có gói chương trình đấy cho các bạn để làm tăng thêm cái sự an tâm cho khách hàng mua hàng của bên mình nhé. Ví dụ cái máy này này, các bạn mua được tặng auto bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng nhé. Giả sử đến tháng thứ 11 đến gần hết 12 tháng chẳng hạn, các bạn không thích dùng con này nữa thì các bạn muốn đổi sang một con iPhone X giống như thế này, lên đời như này, thì các bạn chỉ mang 500.000 qua shop, bên mình sẽ đổi cho bạn một con iPhone X khác nhé. Thì các bạn chỉ mất phí 500.000 thôi, được auto bảo hành lại 12 tháng nhé các bạn nhé. Thì còn lại con iPhone X các bạn dùng trong 12 tháng thì nó bị pin chai rồi, thế loại kia thì bên mình sẽ có trách nhiệm bỏ tiền chi phí ra thay pin đấy. Các bạn chỉ cần cộng 500.000 thôi thì các bạn được đổi con máy mới với hình thức tương đương và lại tiếp tục bảo hành 12 tháng nhé các bạn nhé. Đấy, với giá 500.000 được bảo hành auto 12 tháng thì tôi nghĩ rằng là nó cực kỳ là rẻ, rất là rẻ luôn. Đấy, các bạn bây giờ các bạn đi xe máy các bạn gửi một tháng ở bãi xe mất 500-600.000 rồi đúng không? Cũng chia điện thoại các bạn dùng như vậy, các bạn dùng như thế pin biết nó tạ hết rồi, trong 12 tháng mà các bạn muốn đổi con máy tốt hơn và pin tốt hơn thì các bạn cộng thêm 500.000 nữa được bảo hành 12 tháng lại từ đầu các bạn nhé. Đấy, sau này các bạn lại muốn tiếp tục lại dùng 12 tháng nữa, các bạn lại muốn bảo hành đổi trả 12 tháng tiếp theo, các bạn lại cộng lên 500.000 lại được tiếp tục bảo hành 12 tháng. Đấy, cho nên là các bạn muốn nếu để nói như thế thì các bạn bảo hành trọn đời máy đến lúc ném đi cũng được. Đúng không? Cứ hết 1 năm các bạn lại muốn đổi sang con khác, các bạn lại cộng 500.000 qua để các bạn auto đổi con khác. Lại được bảo hành tiếp tục 1 đổi 1 trong 12 tháng nhé. Đấy là đổi cùng một sản phẩm nhé các bạn nhé. Còn ví dụ các bạn muốn đổi lên đời sản phẩm đó là chẳng hạn ví dụ như là con iPhone X này các bạn dùng sau một năm các bạn muốn đổi lên iPhone XS Max hoặc là iPhone XS hoặc giả sử iPhone 11 chẳng hạn, iPhone 11 tháng 9 này ra. Đấy thì các bạn auto cộng 500.000 để lên đời sản phẩm và cộng với cái giá bán chênh lệch lúc hiện tại lúc bấy giờ nhé, thì các bạn bù thêm giá chênh lệch, giá bán chênh lệch
hiện tại lúc các bạn sẽ cộng thêm 500.000 và cái và cộng thêm cái tiền chênh lệch lúc thời điểm bây giờ các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ mất phí 500.000 thôi sẽ được auto nên đời sản phẩm trong 12 tháng đấy các bạn nhé. Đấy, hoặc các bạn có thể đổi cùng đời này, trong 12 tháng các bạn có thể đổi những con khác cộng 500.000, hoặc các bạn lên đời sản phẩm lên iPhone XS Max hoặc là iPhone X thì các bạn chỉ cộng thêm 500.000 nữa thì các bạn được lên đời sản phẩm nhé, cộng 500.000 và cộng thêm số tiền chênh lệch giá bán lúc bấy giờ là iPhone X và iPhone XS Max là bao nhiêu thì các bạn bù thêm tiền chênh lệch và cộng thêm 500.000 thôi thì các bạn đã được iPhone đổi iPhone đời cao hơn. Đấy, chế độ bảo hành của anh mình như vậy thì mình muốn tư vấn cho các bạn để các bạn mua sản phẩm bên mình để các bạn an tâm hơn. Thì bên mình muốn làm như vậy để chứng tỏ rằng là máy của bên mình bán ra cho mọi người là cam kết là máy zin nguyên bản để mọi người dùng chuyên tâm. Trên thị trường bây giờ bán máy dựng rất là nhiều bên bán máy dựng không dám bảo hành dài. Đấy, mình làm như thế để cho khách hàng mua bán an tâm hơn, tất cả cũng là chỉ vì khách hàng thôi. Đấy, mình đặt cương vị của mình vào khách hàng thì mình làm ra cái chương trình như này để cho khách hàng hoàn toàn yên tâm về cái sản phẩm bên mình nhé. Đó rồi, ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và coi cái video của mình.